Đây là một điểm câu khá là gần nhà mình, cho nên là nếu mà có thời gian rảnh buổi chiều thì mình hay ra đây câu. Chỗ này thì cũng khá là nhiều các anh câu câu cần đấy, câu những cần ISO dài mắc ở trên này. Mình từ đứng trên này mình ném ra cũng được, nhưng mà đó chỉ là câu ngâm thôi. Còn mình thì mình vẫn vốn là mình thích, thích lua mà, nên là mình hay ra đây điểm này lua. Có những năm mình câu ở đây được rất là nhiều cá nhồng, nhưng mà không hiểu sao 2 năm gần đây thì mình câu rất là khó là gặp cá nhồng, nhưng mà có cái hay là mình lại gặp cá hồng, hồng miêu thì lại hay gặp hơn. Tất nhiên hồng miêu giá trị hơn rồi, cá nhồng thì không thể là giá trị bằng cá hồng miêu được. Đôi khi mình cũng đã từng được cá chép ở đây, nhưng mà cá chép thì khó hơn, bởi vì cá chép thường ăn chìm mà. Mình lua thì mình hai chỗ này mình hay luôn nổi. Dính cá rồi, dính cá rồi, dính cá rồi. Trời ơi, đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi. Lên luôn. Yeah, tuyệt vời chưa. Chào mọi người, đã lâu rồi mình mới quay lại điểm này, tính ra phải kể 1 năm rồi đó mình mới tiếp tục lên hàng. Đây là con cá của mình vừa câu lên đây. Đấy, con này cũng phải cỡ tầm cân được. Thực sự cái điểm này thì mình có thời gian rảnh rỗi vào buổi chiều cuối tuần, mình cũng hay ra đây lùa khoảng có 2 tiếng. Bây giờ cũng tầm khoảng mấy giờ nhỉ, 5 rưỡi, 5 rưỡi chiều chủ nhật, mình đã lên một con mình hay gọi là hồng miêu. Con này thì kéo rất là sướng. Mình con này mình kéo nhanh lắm, mình không dám để cho nó vờn đâu, bởi vì vờn thì nó hay rúc vào đá. Đặc tính con này như vậy, nếu mà đã lên là phải lên bạo lực, lên luôn, không được kiểu gìn giữ. À, cuối cùng thì mình sau 1 năm thì mình đã cắt móng thành công. Đây con hồng nhá. Con này bé nên là mình cũng không cần phải con này cũng bé thôi nên mình không cần phải dùng móc để mình kéo lên, mà mình cầu thẳng lên luôn. Tuyệt vời. Con này để làm bữa gì bây giờ nhỉ, khá lâu rồi, khá lâu rồi mới lại lên hàng. Bây giờ thì mình sẽ câu tiếp nhá, câu một lúc nữa rồi mình về. Phê quá các bạn ạ, mình biết mà, mình sẽ lên cái cá mà. Đàng con nữa. Không hiểu sao con vừa rồi nó chạy cũng không khỏe lắm, hoặc là do chỗ đó nước nông. Chỗ này lùa rất là nhiều đá nên là mình cũng đã mất khá là nhiều con mồi ở đây rồi. Tất cả những con mồi ở đây thì nó mang lại kinh nghiệm cho mình. Học phí các bạn ạ, lùa mà. Hồi chưa từng lua được con nào ấy, mình chỉ ước ao là lua được cá biển thôi, cá gì cũng được.
Và rồi thì con đầu tiên là mình cũng lùa đây, đó là cá nhồng. Cá nhồng là con mà mình lùa được lần đầu tiên ở đây. Và từ đó thì mình cảm giác lùa biển nó cũng không đến nỗi nào là khó khăn quá. Có lẽ trời cũng tối rồi, mình sẽ lùa phải đường mình về thôi. Được một con là vui rồi. Con kia cũng không bé đâu, con kia cũng phải cỡ tầm 1 cân đấy. Đây là thành quả của mình sau 1 năm. Mó 1 năm trời. Với mình, những con cá nhỏ khác mình cho là mó. Và nếu phải lua được cỡ như này thì mình mới thấy cảm thấy thỏa mãn. Cũng khoảng thời gian này, năm trước thì mình lua lên khá đều tay. Nhưng mà không hiểu sao, từ đó đi thì mình không gặp may cho lắm. Ít đến hàng hơn. Có lẽ cái chuỗi may nó sẽ bắt đầu đến đấy. Nó sẽ theo chu kỳ mà. Hy vọng như vậy nhỉ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào. Mình đến mùa rồi thì mình sẽ đi lua nhiều hơn. Hy vọng mọi người và chú ý đăng ký, theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Bye bye, xin chào.